Mùa Halloween đến, con phố Hàng Mã lại tràn ngập những đồ trang trí, đồ chơi và quần áo mang hình ảnh ma mị như quả bí ngô, phù thủy hay bộ xương. Các bạn trẻ cũng rất thích thú khi hóa trang thành những nhân vật trong mùa lễ hội này. Mọi năm, con đường này luôn đông đúc người qua lại tham quan và mua sắm. Nhưng năm nay, các tiểu thương tại Hàng Mã cho biết, lượng khách đến mua đã giảm hẳn so với mọi năm. Halloween năm nay thì nhà chị nhập rất nhiều mẫu mã để thứ nhất là bán cho trẻ con. Cái thứ hai là cả những cái đồ để decor trang trí cho các cửa hàng, quán và trường học của em ạ. Mặt bằng chung tất cả các cửa hàng thì năm nay là sụt giảm so với năm ngoái. Tại vì các bạn đi mua, cái lượng mua nó cũng ít mà nó cũng không dàn trải cho cả tháng mà chỉ tập trung vào đến cuối vụ được vài ngày thôi em. Mỗi một năm nó có là 4 vụ. Vụ Halloween này, rồi đến Noel, rồi đến vụ Tết, vụ Trung Thu. Các cái quán xá trang kiểu là trang trí ít đi, với lại là các quán karaoke hay là khách sạn đó, thì họ cũng kiểu là doanh thu cũng ít nên họ không mấy trang trí nữa. Năm nay rất là ế luôn. Mặc dù Hàng Mã vẫn luôn tấp nập người qua lại, các bạn trẻ vẫn đến đây tham quan, nhưng Halloween năm nay sức mua đã giảm đi đáng kể so với mọi năm. Những tiểu thương tại con phố Hàng Mã rất lo lắng khi năm nay tình trạng ế hàng kéo dài ảnh hưởng lớn đến cuộc sống mưu sinh của họ.